lợn con theo mẹ hoặc sau cai sữa thường dễ bị phân trắng do hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, sức đề kháng còn yếu. Spectacol đặc trị tiêu chảy phân trắng lợn con. Với hai thành phần chính là spectinomycin và colistin sulfat, sản phẩm Spectacol chuyên dùng để điều trị chứng tiêu chảy phân trắng trên lợn con. Dung dịch dạng siro dễ uống, sản phẩm có dạng nhỏ giọt hoặc vòi xịt tiện dụng. Không dùng cho động vật quá mẫn cảm với colistin và hoặc spectinomycin. Không dùng cho động vật có chức năng thận suy giảm trầm trọng. Sản phẩm hiện đang được bán tại hệ thống phân phối thuốc thú y online và kênh Shopee. Các bạn có thể đặt mua qua website hoặc ứng dụng Shopee theo hướng dẫn. Các bạn có thể mua hàng tại shop qua website hoặc qua ứng dụng Shopee. Để mua hàng qua website, bạn truy cập vào địa chỉ nppthuocthuy.com viết liền không dấu, sau đó bấm vào nút chat và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Để mua hàng qua kênh Shopee, bạn cần đăng nhập vào ứng dụng Shopee và tìm tên shop nppthuocthuy.com viết liền không dấu. Bạn nhớ bấm theo dõi shop và lưu voucher giảm giá, sau đó bạn chọn sản phẩm muốn mua và bấm nút mua ngay. Cảm ơn bạn đã lựa chọn shop, chúc bạn có thật nhiều trải nghiệm vui vẻ khi mua hàng tại shop.